chăm da không thể thiếu mặt nạ. Nếu quan niệm skincare thôi là đủ thì cũng giống như ăn đạm mà thiếu ăn rau vậy mọi người. Chăm da với mặt nạ cũng là một điều không thể thiếu để có làn da căng mọng trẻ trung. Có hàng hà sa số loại mask trên thị trường, nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mấy bà các loại mask nội địa hàng đang trending và rất hiệu quả nha. Đầu tiên phải chuẩn bị một làn da thật sạch trước khi đắp mask. Loại mask thạch này là Active Repair Green Hydrogel của nhà Sederma với 150.000 ppm tinh chất tạo xoắn và 25 loại thực vật đại dương. Nên cái mask cũng có màu xanh rất là mát mắt, đồng thời đắp cực kỳ thư giãn, phê lắm mọi người ơi. Có chức năng làm dịu da, sửa chữa kết cấu da tổn thương và chống lão hóa. Đây là loại mask tôi đang rất yêu thích. Cũng trong gia đình Sederma thì Night Talk Hydrogel ra mắt trước và siêu nổi tiếng vào thời gian 3-4 năm về trước. Kết cấu mask thạch nhưng mỏng hơn nhiều, chuyên để cấp ẩm sâu và bổ sung dưỡng chất với nhiều loại peptide, sẽ hợp với các nàng da khô ráp nha. Mask thạch có thời gian đắp lâu từ 20 tới 40 phút do lượng dưỡng chất cực kỳ dồi dào, đồng thời hiệu quả siêu cao do dưỡng hút hết vào da, không lo bị thấm ngược lại vào mask, do đó chi phí sẽ cao hơn mask giấy một chút, nhưng mỗi lần đắp rất là đáng đồng tiền bát gạo. Tôi hay đắp vào những dịp quan trọng cần làn da ổn áp nhất. Một trong những em bestseller tại The Cloud là em Crystal Skin Mask này đây. Mask thạch màu hồng trong suốt và thích chặt vào da, với chiết xuất các loại trái cây, hoa và mầm cây, công dụng chính là cung cấp nước và dưỡng chất cho da. Loại này khô ráo nên da nào cũng có thể dùng được. Tiếp theo là mặt nạ Aqua Triple Plus Ampoule của nhà Amore. Mặt nạ giấy được thấm 30ml Ampoule với 3 chức năng quan trọng: cấp ẩm, tăng độ đàn hồi và làm trắng. Loại giấy cellulose không dệt này rất mỏng và ôm sát vào da, dùng liên tục sẽ thấy da trắng mịn, săn chắc hơn nhé. Cuối cùng là bộ mask rất nổi tiếng Banobagi, xuất xứ từ một bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất nhì tại Hàn Quốc. Mask được chú ý vì khả năng điều trị da của chúng. Phiên bản nâng cấp của năm nay được bổ sung thêm tận 59.000 ppm vitamin. Hãng cũng đã sản xuất 5 loại mask khác nhau cho từng nhu cầu của da như làm trắng, cấp nước, giảm nhăn, phục hồi, xoa lỗ chân lông. Với chi phí rẻ và đa dạng, mấy bà có thể lựa chọn dòng mask phù hợp với từng nhu cầu của bản thân. Tôi cảm thấy các dòng mask trên có giá thành hợp lý và hiệu quả rõ ràng, phù hợp để mấy bà đưa vào quy trình chăm sóc da của mình nha. Các loại mask này đều đang có bán đủ tại The Cloud, mấy bạn nhớ inbox để đặt hàng nha.